địa giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là địa giới, thủy hỏa phong không thức giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là thủy hỏa phong không thức giới. Vô minh tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là vô minh, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là hành cho đến lão tử. Bố thí ba la mật đa tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Pháp không nội tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, tức là trí nhất thiết trí. Trí nhất thiết trí tức là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Chân như tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bốn niệm trụ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo